Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với bài học đầu tiên của chương trình toán lớp 7. Trước khi đi vào bài học mới, cô sẽ nhắc lại một số kiến thức các em đã được học ở lớp 6. Đầu tiên là hai phân số bằng nhau. Ta có hai phân số A trên B và C trên D bằng nhau nếu như A nhân D bằng B nhân C. Với điều kiện là A, B, C, D là các số nguyên, B và D khác không. Thứ hai là một số tính chất cơ bản của phân số. Tính chất thứ nhất, nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không, thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Tính chất thứ hai, nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng, thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Thứ ba là tập hợp các số tự nhiên, ký hiệu là n. Để biểu diễn tập hợp các số tự nhiên, các thứ nhất chúng ta đã học là liệt kê các phần tử của tập hợp các số tự nhiên như là 0, 1, 2, 3, 4, chấm 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 trở đi. Các thứ hai là biểu diễn các số tự nhiên trên tia số. Tia số sẽ bắt đầu bởi số 0, mũi tên hướng theo chiều dương và khoảng cách giữa các số sẽ là một đơn vị. Thứ tư là tập hợp các số nguyên, ký hiệu là Z. Tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, các số nguyên dương và số 0. Để biểu diễn tập hợp các số nguyên, các thứ nhất là chúng ta sẽ liệt kê các phân tử của tập hợp các số nguyên. Ở đây, cô liệt kê đại diện một số phân tử như là trừ 3, trừ 2, 1, 0, 1, 2. Các thứ hai là chúng ta sẽ biểu diễn các số nguyên trên trục số. Để biểu diễn số nguyên trên trục số, các em làm như sau. Bước thứ nhất là vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau. Bước thứ hai là chọn một điểm để ghi số 0, gọi đó là điểm 0. Các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương như là 1, 2, 3. Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm như là trừ 1, trừ 2 và trừ 3. Chẳng hạn để ghi số 2 thì ta sẽ di chuyển hai vạch về bên phải số 0. Để ghi số trừ 4, ta di chuyển 4 vạch về bên trái số 0. Vậy thì các số như là trừ 1,5, 0,5 sẽ thuộc tập hợp nào và làm thế nào để biểu diễn được các số đó trên trục số? Bài học ngày hôm nay là tập hợp quy các số hữu tỉ. Ta đi vào phần 1 nhỏ, số hữu tỉ. Giả sử ta có các số 5 trừ 0,4, 0, 3/4, 4, 3/7. Em hãy viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó. Năm cô có thể viết dưới dạng phân số là 5/1. Nhân cả tử và mẫu của 5/1 cho 2, cô được phân số 10/2. Hoặc là nhân cả tử và mẫu của 5/1 cho trừ 3, cô được phân số trừ 15/3. Và tương tự như vậy, cô có thể viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó. Các em tham khảo kết quả trên hình. Và ta nói rằng các số 5 trừ 0,4, 0, 3/4, 4, 3/7 đều là các số hữu tỉ. Vậy thì như thế nào là số hữu tỉ? Ta có khái niệm số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số A trên B với A, B là các số nguyên, B khác 0. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là Q. Và dựa vào khái niệm cô vừa nêu, các em hãy giải thích cho cô vì sao các số 0,6 trừ 1,25 mục 1/3 là các số hữu tỉ. Không phải 6, cô có thể viết dưới dạng phân số là 6/10. Thu gọn là bằng 3/5, 0,6 được viết dưới dạng phân số là 3/5. Với 3 và 5 là các số nguyên, mẫu là 5 khác 0, nên ta có 0,6 là số hữu tỉ. Tương tự, trừ 1,25, cô có thể viết dưới dạng phân số là trừ 125/100, thu gọn là bằng trừ 5/4. Trừ 1,25 có thể được viết dưới dạng phân số là trừ 5/4, với trừ 5 và 4 là các số nguyên, mẫu là 4 khác 0, nên trừ 1,25 là số hữu tỉ. Mục 1/3 là hỗn số, cô có thể viết dưới dạng phân số là bằng 4/3.
1 phần 3 được viết từ dạng phân số là 4 phần 3, với 4 và 3 là các số nguyên, mẫu là 3 khác 0, nên ta có 1 phần 3 là số hữu tỉ. Số nguyên A có là số hữu tỉ hay không? Vì sao? Với A là số nguyên, cô có thể viết A dưới dạng phân số là A trên 1. Lúc đó ta có A và 1 là các số nguyên. Mẫu là 1 khác 0 nên A sẽ là số hữu tỉ. Vậy thì số tự nhiên N có là số hữu tỉ không? Vì sao? Với N là số tự nhiên, N có thể được viết dưới dạng là N trên 1. N là số tự nhiên thì nghĩa là N cũng là số nguyên. N và 1 là số nguyên, mẫu 1 mẫu là 1 khác 0 nên N cũng là số hữu tỉ. Vậy thì em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z và Q? Ta có N là con của Z, Z là con của Q, hay ta có thể nói ra Q chứa Z và Z chứa N. Ở đây cô có sơ đồ Venn biểu thị mối quan hệ giữa tập hợp các số tự nhiên N, tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q. Trong cùng là tập hợp các số tự nhiên, bao quanh tập hợp các số tự nhiên là tập hợp các số nguyên, bởi vì tập hợp các số nguyên không những chỉ bao gồm tập hợp các số tự nhiên mà còn bao gồm cả các số nguyên âm. Và ngoài cùng lớn nhất sẽ là tập hợp các số hữu tỉ Q, bao gồm cả tập hợp các số tự nhiên và tập hợp các số nguyên. Sau có phần hai nhỏ, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Đầu tiên, các em biểu diễn cho cô các số nguyên trừ 1, 1 và 2 trên trục số. Trừ 1 là số nguyên âm nên nó sẽ nằm bên trái điểm 0. 1 và 2 là số nguyên dương nên nó sẽ nằm bên phải điểm 0. Vậy thì làm thế nào để biểu diễn số hữu tỉ trên trục số? Các em theo dõi cho cô ví dụ sau. Biểu diễn số hữu tỉ 5 phần 4 trên trục số. Vì mẫu số của số hữu tỉ 5 phần 4 là số 4, nên cô sẽ chia đoạn thẳng đơn vị từ 0 đến 1 thành 4 phần bằng nhau. Tiếp theo, cô lấy một đoạn làm đơn vị mới. Đơn vị mới sẽ bằng 1 phần 4 đơn vị cũ. Số hữu tỉ sẽ biểu diễn bởi điểm M bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 5 đơn vị mới. Ví dụ 2, biểu diễn số hữu tỉ 2 phần trừ 3 trên trục số. Đầu tiên, cô sẽ viết 2 phần trừ 3 dưới dạng phân số của mẫu dương. 2 phần trừ 3 sẽ bằng trừ 2 phần 3. Bước tiếp theo, số hữu tỉ có mẫu là 3 nên cô sẽ chia đoạn thẳng đơn vị thành 3 phần bằng nhau. Ta được đoạn đơn vị mới bằng 1 phần 3 đơn vị cũ. Số hữu tỉ trừ 2 phần 3 sẽ được biểu diễn bởi điểm N nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị mới. Thì ta có các bước để biểu diễn số hữu tỉ trên trục số như sau. Bước thứ nhất là viết số hữu tỉ về dạng phân số có mẫu dương. Bước thứ hai là chia đoạn thẳng đơn vị theo mẫu số. Bước thứ ba là xác định điểm biểu diễn số hữu tỉ theo tử số. Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x. Ví dụ, điểm biểu diễn số hữu tỉ 5 phần 4 thì sẽ gọi là điểm 5 phần 4. Ta qua phần 3 nhỏ, so sánh hai số hữu tỉ. So sánh hai phân số trừ 2 phần 3 và 4 phần trừ 5. Đầu tiên, cô sẽ viết 4 phần trừ 5 dưới dạng phân số có mẫu dương là trừ 4 phần 5. Tiếp theo, cô tiến hành quy đồng mẫu số. Mẫu số chung sẽ là 15,
2/3 bằng -10/15, -4/5 bằng -12/15. Ở lớp 6 các em đã được học trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. Ta thấy vì -10 lớn hơn -12 và mẫu là 15 lớn hơn 0 nên ta có -10/15 lớn hơn -12/15 hay là -2/3 sẽ lớn hơn 4/-5. Qua ví dụ trên, em hãy cho biết để so sánh hai số hữu tỉ, ta cần làm như thế nào? Để so sánh hai số hữu tỉ, ta cần làm như sau. Bước thứ nhất, viết hai số hữu tỉ dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương. Bước thứ hai, so sánh hai tử số. Số hữu tỉ nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Ví dụ, so sánh các số hữu tỉ A x bằng 2/-7 và y bằng -3/11, B x bằng -0,75 và y bằng 1/-4. Các em ghi đề và thử làm vào vở. Ở câu A, x bằng 2/-7, đầu tiên cô sẽ viết 2/-7 dưới dạng phân số có mẫu dương là -2/7. Bước tiếp theo, cô tiến hành quy đồng mẫu số chung sẽ là 77. X sẽ bằng 2/-7 bằng -2/7 bằng -22/77, y bằng -3/11 bằng -21/77. Vì -22 nhỏ hơn -21 nên ta sẽ có -22/77 nhỏ hơn -21/77 hay là 2/-7 nhỏ hơn -3/11, vậy x nhỏ hơn y. Câu B, so sánh x bằng -0,75 và y bằng 1/-4. X bằng -0,75 là số thập phân. Cô có thể bị dễ dàng phân số là -75/100, thu gọn là bằng -3/4. Y bằng 1/-4 là phân số có mẫu âm, cô viết là dễ dàng phân số có mẫu dương là bằng -1/4. Vì -3 nhỏ hơn -1 nên -3/4 sẽ nhỏ hơn -1/4 hay là -0,75 nhỏ hơn 1/-4. Vậy x nhỏ hơn y. Các em sửa bài vào vở. Nếu x nhỏ hơn y thì trên trục số, điểm x ở bên trái điểm y. Ví dụ như vừa rồi ta có -3/4 nhỏ hơn -1/4 thì điểm biểu diễn -3/4 sẽ nằm bên trái điểm biểu diễn -1/4. Các em quan sát trục số. Với x là số hữu tỉ, thì số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm. Số hữu tỉ bằng 0, không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm. Và số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương. Vậy thì trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương? Số nào là số hữu tỉ âm? Số nào không là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm. Ta có các số -3/7, 2/3, 1/-5, -4, 0/-2, -3/-5. Ta có các số hữu tỉ dương là 2/3 và -3/-5. Thì các em thấy -3/-5 chia cả tử và mẫu cho -1, có thể viết dễ dàng là 3/5. Các số hữu tỉ âm
là trừ 3 phần 7, 1 phần trừ 5, trừ 4. Số không phải là số hữu tỉ dương, cũng không phải số hữu tỉ âm, là 0 phần trừ 2. 0 trên trừ 2 cũng có thể viết là bằng 0. Qua bài tập trên, hãy cho cô biết số hữu tỉ có dạng A trên B nhỏ hơn 0 khi nào và A trên B sẽ lớn hơn 0 khi nào. Ta có nhận xét rằng A trên B lớn hơn 0 khi A và B cùng dấu. A trên B bé hơn 0 khi A và B khác dấu. Hướng dẫn về nhà. Về nhà các em xem lại cho cô các lý thuyết chúng ta đã được học trong bài học ngày hôm nay. Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, trang 7 và 8 sách giáo khoa. Ôn lại các quy tắc cộng trừ phân số, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6 để chuẩn bị cho bài học mới.